mến chào các anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay mình cho xedao cào đánh sờm cái bề mặt để trước khi thực hiện cái công tác đắp đất nha các anh chị và các bạn. Cào để đánh sờm để đổ đất san ủi và lu lèn để đắp cái lớp tiếp theo. Cái này cũng giống như là mình tạm nhám để cho hai cái lớp đất nó bám dính chắc chắn hơn nha các anh chị và các bạn.